Đây là bạn, đây là bạn Đặng Thành An. À, Đặng Thành Di nè. À, biết rồi, hay là đứng lên cái này xin chào. Còn đây là bạn Vinh, anh của bạn Jin. Đặng Thành Vinh á? Vinh họ Nguyễn mà. Vinh họ Nguyễn mà, đâu phải họ Đặng đâu. Thành Vinh à? Thành Vinh và Thành An. Ui. Và Đặng Thành An nhưng mà Thành Đạt và Thành Công. Bóng rổ. Ngã dập cả mông. Liếm được cái ngã dập cả mông. Đây là một nhóm các bạn đang vẽ tranh. Đây là bạn Kèo đang vẽ tranh hướng dương 3D nhìn như thật. Bạn này hơi đi ăn. Hello. Đây là Đặng Văn Bin. Ơ anh Bộp kìa. Lâu lắm mới thấy anh Bộp đi chơi. Anh Bin ơi, anh Bộp kìa. Nhà Phượng nó không đi. Phượng nó không đi. Lâu lắm rồi mới bắt đây. Ừ. À, Đặng Văn Bộp. Nhà ông bà ăn cơm luôn. Anh Bộp em trên Facebook của bạn anh Bộp. Bố anh bắt đấy. Vào đây bố ơi. Chất nước ở trong bình ra. Đây là Đặng Nguyên Vũ. À quên, Đặng Nguyên Vũ. Đặng Nguyên Bộp. Bác Tuấn bảo là ủng hộ Đặng Nguyên Bộp. Jin khát nước thì Jin uống nước đi. Đây là anh Đặng Văn Bộp. Bộ biết vì sao Vũ phát trực tiếp không? Sao? Vì Vũ phát. Vũ hay phát trực tiếp. Vì Vũ phát. Sao vừa đi thì nó ngắn tí ấy. Cái này cho đồ vào xong rồi chặt. Phải đi từ bao giờ ấy? Phải đi từ bao giờ ấy?